cái thằng ngu này nữa. First blood. Chạy mẹ nó đi. Mẹ này nó nữa. Ngu nó chịu rồi. Mày nó khẩu súng nó ngon rồi. Công lên đây cả. Này bên này là bên này bên này đây. Lên trên này mà công. Thế còn mẹ nó cả ấy này. Thế mẹ máu nữa chứ. Double kill. Này bọn gì kiểu này bọn này nó kiểu gì đó trên này này. Hai bạn này còn thằng nữa thôi. Đừng xuống bạn này, xuống là chết đấy. Ngồi im bên này đây. Ngồi im trên này kiểu đéo chúng nó chẳng phải lên đây. Kiểu đéo chúng nó cũng phải lên đây mà. Ai, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Lại kè nhà mày nữa. Ok, thằng này còn hồi ơ, thằng này còn hồi máu này. Mẹ bắn thường mà căng thế. Mẹ bắn thường căng như con ấy anh em. Sợ mới nhìn ra. Đây, mua được bộ sửa chữa này. Mua một bộ sửa chữa này, ok, được. Giờ mở chung này. Đây là một giết 6 mạng này, thằng kia giết 0 mạng, vậy nổi. Định mệnh chịu rồi, chịu thua rồi. Vãi cả nồi, giết 0 mạng luôn ạ. Hài hước vãi cả nồi ra. Thôi, nhà bông keo gì lộ thế. Gì đây? Ném bom buồn cười thế bạn ơi. Trong này có người này. Không biết bọn nó đâu rồi. Để nhà cái bọn này nữa. À bên này có người này. Bên này. Nó bên này, nó bên này yếu, 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 yếu lắm rồi. Cái địch mạnh sao nó nấp vào cái thùng đấy, nó cay rồi. Hay quá bạn ơi. Cố lên là thằng xóa ca, mẹ cái thằng mô lìn này nữa. Mình đang hơn về sát thương. Thằng này nó kém mình về sát thương nè. Khả năng mình làm MVP chẳng hạn. Không thắng rồi. Ôi mẹ thắng à. Mẹ hài hước thế. Hài hước phải quyết định trận này thắng này anh em này. Nốt này anh em ơi, làm nốt trận nha. Trận này lại nhanh quá. Mẹ chưa kịp trở tay thay. Chưa kịp thở tay thay quần áo phát nào thì đã xong trận rồi. Rồi thay cái quần cái áo tí. Thay cái quần cái áo tí cho nào. Ok ạ. Ừ, từ chiến đảo quân sự với mình lâu rồi mình không bắn từ chiến đảo quân sự. Vô, mạnh vô, mạnh vô. Lady and Gentleman. My channel NTH Vlogger. Nếu anh em bắn ghê thế. Mày nhỏ cái đầu mày ra. Bên này có người không ạ? Bắn ở dưới này à? Bên này bạn ơi,
trên này này. First blood. Mày đã hết máu với cây máu đó, cái máu đó. Đéo bắn được, cái định mệnh như nó nữa. Cứu tôi. Cứu làm sao nữa bạn, tôi còn không cứu được tôi nữa, cứu sao được bạn. Thôi, chấp nhận số bạn trận này thua vậy. Triple kill. 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. 15, 16 video, 17. Rồi, trận này có format. Trận này có format, còn có format thì phải lên trên này thôi. Xin lỗi. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà lại. Tâm ca hả? Ngọc ca, ngọc ca. Tam ca, tứ ấy à? Đừng làm mất thời gian, để lâu quá, mỗi lần kéo động phải chờ mười mấy giây này. Mình chờ chờ hết cả thanh xuân này các bạn ạ. Yếu này, thằng này yếu này. Ý, bơm máu đã, phải quá, không sao. Cô cái thằng mình kia nó nhặt mất máu rồi. Không nghe thấy tiếng mấy thằng này đâu cả. Đâu ấy nhở, bọn này đâu ấy nhở. Ta biết bọn này ở đâu luôn ạ. Ngồi im bạn ơi. Ngồi im đi tụi tí này. Ô cái định mệnh vẫn ở kia, vẫn còn một thằng kia. Double kill. Mày à, mày cứu xong rồi con này thì lại cút luôn mới dã man chứ. Kìa. Đó kìa, còn 3 thằng cơ mà. 3 thằng nó đéo chỗ nào ấy nhở. Quay trên cao đi. Quay trên cao đi, đấy đúng rồi. Quay ra nhìn bọn nó. Nhìn bên kia đi, nhìn bên tay trái kìa. Bọn này nó ở tay trái, mấy ông nhìn ở tay trái. Đấy, mấy ông nhìn ở bên này là tác dụng đất gì đâu. Mấy ông kia hay ra rồi. Team mình có biết bắn người ta. Còn ông kia nữa, lại cần đòi ạ. Thua luôn đòi luôn á. Chẳng thích.